Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Kago TV. Ngày hôm nay mời các bạn cùng với Kago TV, chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu chợ đồ cũ Vạn Phúc Hà Đông, là khu chợ đồ cũ, đồ cổ đã được nhiều người biết đến tại Hà Nội. Chợ tọa lạc tại khu vực làng nghề Vạn Phúc, có thể đi vào đây từ đường Tô Hữu hoặc là đường Vạn Phúc qua chợ Cây Cảnh. Trước đây thì chợ thường họp vào các ngày như mùng 1, mùng 5, mùng 10, 15 đến 20, 25 và 30 hàng tháng. Nhưng mà hiện tại thì là hầu như là ngày nào thì các cửa hàng ở đây cũng mở cửa đón khách. Về khung giờ mở cửa thì các cửa hàng ở trong chợ thì mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều hàng ngày. Khi đến với chợ đồ cũ Vạn Phúc Hà Đông thì bạn có thể tìm thấy rất nhiều thứ từ trên trời cho đến dưới biển. Từ đồ điện tử, gia dụng, quần áo, đồ chơi trẻ em, băng đĩa, túi sách, đồ cơ khí cho đến các loại đồ gốm, tượng và tranh vẽ. Các mặt hàng ở đây thì hầu như được nhập từ những cái nguồn khác nhau, chủ yếu là từ các nước châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc. Đồ cũ từ các quốc gia này thì được thu mua và nhập khẩu vào chợ đồ cũ Việt Nam. Ngoài ra là có những cái nguồn hàng khác là từ những cái hộ gia đình và bán cho đồng nát, và được đồng nát bán lại cho chợ đồ cũ. Nơi đây không chỉ là bày bán những cái đồ cũ giá rẻ vẫn còn có khả năng sử dụng, mà đây còn bán nhiều những cái đồ cổ mà còn có giá trị sưu tầm, gắn liền những thời kỳ và lịch sử như là tiền cổ này, hoặc là những bi đông đựng nước của bộ đội thời chiến như lật đật Nga, hoặc là những cái đồ vật có giá trị rất cao lên đến hàng chục triệu đồng, như các loại bình gốm này, chậu đồng này, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp rất tinh xảo. Có rất nhiều sinh viên và người lao động có thu nhập thấp đã tìm đến khu chợ này để mua các đồ dùng cũ vẫn còn sử dụng tốt, chẳng hạn như là những cái chiếc ấm đun điện này có giá vài chục nghìn, hay là cái bếp từ ngoại, bếp từ chỉ có vài trăm nghìn. Cái điều đặc biệt ở khu chợ này là giá cả thì được đặt ra không hề có một cái quy tắc chung nào cả. Người bán hàng này có thể hét giá một cái mặt hàng cũ còn đắt hơn cả những cái mặt hàng mới ở trên Shopee. Nhưng bên cạnh đó thì người mua chúng ta thì có thể mặc cả thoải mái mà không hề có cái sự cau mày hay khó chịu từ những cái người bán hàng cả. Nếu như các bạn là người thích những cái đồ công nghệ thì khu chợ này lại có rất nhiều những cái đồ cho các bạn cần tìm, như là laptop này, điện thoại này, cho đến như máy hút bụi, máy ảnh hay là máy quay phim. Trên thực tế thì có rất nhiều những thợ sửa chữa điện tử hàng ngày tìm đến khu chợ này để tìm kiếm những cái linh kiện cũ để về tháo ra thay thế cho cái thiết bị mà mình đang sửa chữa. Có rất nhiều các mẫu điện thoại cũ được bày bán ở chợ đồ cũ Vạn Phúc này. Có những loại máy thì thuộc loại dòng cảm ứng hiện đại, nhưng mà cũng có nhiều loại máy từ những cái nồi đồng cối đá ra đời từ thập niên 2010 và cổ hơn nữa. Tại đây còn bán những con robot hút bụi đang hỏng hóc và chờ những người thợ đến để tháo dỡ linh kiện. Có một cái đặc điểm ở chợ đồ cũ này là các thiết bị hỏng hoặc là còn sống thì thường nằm đan xen lẫn nhau. Người mua thì nên có các thiết bị dụng cụ để kiểm tra xem là thiết bị mình mua còn hoạt động tốt hay không. Chẳng hạn như là bạn có thể mang theo một cái sạc dự phòng để cắm xem là cái điện thoại bày bán ở đây có lên nguồn hay không. Thường thì những cái người bán ở đây thì họ bán theo cái kiểu đổ đống mà ít khi được kiểm tra xem là cái thiết bị còn sống hay là đã hỏng. Tuy nhiên thì trong quá trình các bạn kiểm tra mà thấy cái thiết bị mình mua mà vẫn còn sống, sơ ý để cho chủ cửa hàng biết cái thiết bị mình mua mà vẫn còn hoạt động tốt thì giá bán thì có thể bị thay đổi ngay lập tức. Còn trường hợp mà người mua theo kiểu tù mù, nếu mà may mắn thì mua được những cái thiết bị mà còn sử dụng tốt thì thực sự đó là cái điều mà rất là may mắn. Ngoài những cái món đồ công nghệ thì các bạn có thể tìm thấy nhiều những cái đồ dùng khác tại đây, như là đồ chơi cho trẻ em này. Có rất nhiều những đồ chơi đã qua sử dụng có mặt tại đây, từ những cái túi Lego xếp hình cho đến những chiếc ô tô chạy bằng pin hay ắc quy. Chợ đồ cũ Vạn Phúc Hà Đông thì cũng là một cái nơi rất tuyệt vời cho chị em có thể mua được, sắm được những cái bộ quần áo second hand từ những cái thương hiệu nổi tiếng cũng được bán ở đây. Tại đây chúng ta cũng có thể tìm mua được những cái áo sơ mi đến áo da rất là đẹp. Khi đến với chợ Vạn Phúc Hà Đông thì có rất nhiều những cái phụ kiện thời trang, như là túi sách này,
Đây là những cái kính mắt, rồi là những cái vòng cổ, rồi rất là nhiều những cái phụ kiện thời trang được bày bán ở đây. Về những cái đồ gia dụng second hand và đồ cũ ở đây thì được bán rất là nhiều những cái đồ như là dao này, thớt này, những cái dụng cụ trong nhà bếp. Đối với các chị em khi đến chợ Vạn Phúc Hà Đông thì cũng dễ dàng tìm thấy được những cái máy đánh bột này, cho đến nồi cơm điện và những cái máy hút ẩm, cũng như là cái máy lọc không khí để trong phòng. Đây, như trước mặt chúng ta, các bạn có thể nhìn thấy có rất nhiều những cái đồ da được bày bán, như là thắt lưng này, găng tay này, giày da này, ví da, cho đến những cái loại mũ. Đặc biệt là với những cái bác mà có đam mê về cơ khí thì chợ Vạn Phúc Hà Đông thì là nơi lý tưởng để các bác đến đây có thể nhặt nhạnh những cái đồ cơ khí, những cái đồ dụng cụ để sửa chữa. Và đây là khu vực buôn bán cây cảnh. Ngoài phố như Hoàng Hoa Thám, chúng ta đã biết là một con phố mà về cây cảnh cũng như bể cá và các loại cá cảnh, thì chợ Vạn Phúc Hà Đông cũng là một nơi mua sắm cây cảnh lý tưởng dành cho các anh chị em nào mà có niềm đam mê về cây cảnh. Và tất nhiên đi theo cái cây cảnh thì những cái phụ kiện trồng cây thì cũng không thể thiếu được. Và trên con phố ở Vãng này có cả một dãy cửa hàng chuyên bán những cái phụ kiện cây cảnh. Ok, và hành trình cùng Kakao TV đến khám phá khu chợ đồ cũ Vạn Phúc Hà Đông đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Mong các bạn đăng ký kênh và ủng hộ kênh, đón xem nhiều video mới nhất từ Kakao TV. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.